right now is preparing to fly the drone over to the ceremony of the bridge. Là lòng tiếng lai cam đang bay luôn á, Sơn muốn nói gì nói, trong máy quay á là nghe tiếng Sơn trong đó mọi người. Sơn cứ nói tiếng Anh đi. Sơn nói giống như các bạn thấy cảnh đẹp hay không gì đó nè. Ok. Sơn nói vô trong. Sơn nói trong đó đi. Đúng rồi. Cảnh rất là đẹp. Ông bà chạy lên. Này. Ông Sơn đi gần tiêu này, Sơn coi Sơn nói luôn. Rồi, Sơn nói đây cảnh đẹp. Cảnh đẹp không Sơn? Cảnh rất là đẹp. Đó. Chỗ khai trương cầu nè. Thôi được rồi, sư huynh.